chào quý vị các bạn, trưa nay chúng ta tiếp tục đi ăn trưa nha. Hôm nay thì không có ăn ở quán nào hết, đi vô chợ. Chợ có cái cô bán thịt kho trứng, khổ qua nấu canh, khổ qua dùng thịt chứ. Mua đồ ăn xong mình mua cơm không. Rồi chị tránh ra rồi em quay ai giờ? Đây chợ buổi trưa. Không, nó cũng có chứ. Buổi trưa sắp nghỉ à? Rồi đấy, nay giờ này mà còn chợ ha. Cái bữa là mình đi là nghỉ ha. Nay Tết bán trễ một chút. Chèo. Anh ăn giá không? Giá không? Nhiều hết rồi. Cho qua chị ơi. Cho qua chị ơi. Ở đó bánh mì chả cá ngon quá. Đây, bánh mứt, cá bánh kẹo. Kẹo theo lèo. Kẹo me. Quá trời kẹo luôn. Rồi. Cô đang mua thịt kho trứng. Cô đang đây hả? Ừ. Cô ăn cơm không? Mua bán tinh ký em về nhà ăn hả? À. Này tinh ký nè. Dạ. Nay ăn cơm kiểu lạ. Mua đồ ăn đây, cơm ký bên kia. Mua đồ ăn ở đây hả? Ừ. Thì mua đi. Mày cô bán cái này sao? Mua như tiền mua là 2 đứa ăn. 3 đứa. À, lấy hết canh thú qua luôn đi, chọn 2 trái phải không? Với 2 cục thịt với 2 cái trứng. 3 thằng mà lấy 3 cục chứ lấy 2 cục này không biết nha. Vậy đi ha. Rồi. Cái trứng đó đi, 2 trứng luôn. 2 trứng thôi, 2 trứng thôi. Rồi ăn này cho giống Tết, thêm củ kiệu nữa là đủ rồi, đủ bộ Tết. Đủ không? Cái cơm đủ không? Đủ mà. Tiện quá. Tiện quá, bên đây cơm, bên đây đồ ăn. Ủa còn cái này là lạp xưởng chiên rồi. À, cô bán lạp xưởng luôn. Đổ ra chết luôn. Cô, đồ chua này có về cần rửa lại không? Không, không, không. Không cần rửa hả? À. Cô lấy con miếng thôi con. Cho đủ bộ thịt kho. Ít nước thôi. À, ở đây cô có củ kiệu nữa. Đây cải ngâm nước tương. Đây là 80.000 hũ kiệu. Kiệu làm cực lắm. Đủ thứ không? Đủ thứ hả? Cái gì món như là đây ăn bánh chưng nữa không? Hào đó. Hào mất đó. Này bánh chưng nữa không? Cái này nhiêu? Cái mặn để ăn con á. Đi cơm con hay gì nha. Cơm nhiêu? Bán 45 đấy con. Cô lấy con cải chua luôn. Còn cải chua bán sao con? Cải chua mua bao nhiêu? 50.000 gì. Ăn bữa nay thôi. Này chợ cá, cô bán buổi sáng là hết rồi đúng không? Này là bánh đĩa. Này là nồi tá heo ngâm giấm. Có giống của em bữa không? Có giống ở nhà không? Nó còn nguyên thì chưa ăn kìa. Ở nhà ông màu đen luôn. Lấy 10.000 nha. Nó kêu không? Nó kêu nói 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 không?
này giao tận nơi 0933409435. Dạ 10.000 hả chị? Rồi đủ ăn rồi. Rồi cô tính tiền con luôn. Cô tính tiền cái gì? Rồi đó tính hôm nay chị giao tiền. Được ăn được bớt 7 75 anh vậy. Rẻ. Tính ra rẻ mua 3 phần cơm. Nhà ba đứa là coi như đứa 2 25. À tính ra rẻ mua 3 phần cơm. À cảm ơn con. Này bún mắm. Hả? À quên cái vụ đó nữa. Heo nhắc đi. Thôi về nhà có tô nào lấy tô đó đại. Lại kế bên luôn quên đủ chén đũa. Trời trời. Không mà tính ra giá chén đũa luôn là như mình mua ngoài. Đi hẻm về cho mát nè. Chè yeah. Ủa đậu hũ chứ. Mày mới đi cà nhắc rồi. Cái kiểu vậy mà. Đi tà tà xuống mòn dép phải không? Hẻm này mát không? Hẻm này nắng chiều không có bị dội. Nắng sáng cũng không có dội vậy. Ủa tới nữa hả? Hẻm nhỏ mà nhiều xe. Có cơm nữa hả? Có cơm này ăn cơm anh. Có bánh tết đâu. Có bánh trâu đâu. À lão mua giờ mới thấy nè. Để lần sau. À, bây giờ mình chơi chục bữa thôi. Hay chúng ta đã mua về rồi đây. Thịt kho trứng. Điều kiện chén muỗng không đủ nên mọi người thông cảm nha. Mua xong rồi mới nhớ vụ chén muỗng. Một bên cho đó, một bên bán cơm. Rồi, một bên bán đồ ăn. Đây là món cải chua nè. Mình mua về mình mới rửa xong luôn nè. Đây là hủ qua hầm, không qua dùng thịt. Rồi mời cả nhà dùng bữa nha. Bịch cơm trắng. Hồi nãy nhiêu ký luôn? Cơm không nãy nó 27.000 phải không? Đâu cơm 27.000 gì? Cơm với cái này nè. À vậy là cơm 17.000 ký. Cái đồ chua là 10.000. Rồi giờ cơm đi. Rồi. Mười ngàn nhỏ biết ra bán làm sao? Nó gấp đại hay dắt người vừa nó như vậy. Trứng rồi. Không có trứng nữa, ăn trứng không thành thật. Trứng hết đi rồi. Một cây à? Dưa cải nó giòn lắm. Được mà. Ngon.
tính ra là rẻ hơn là mình mua một phần. Hợp như đây 20 ngàn, rồi nó trứng 20 ngàn, hôm qua 15 ngàn trái là 30, là tổng cộng thì 50. Cơm tự nấu vậy hả? Nè, lấy chén luôn em. Ăn đi. Nhiều mà. Mày mua ngoài chợ. Ngoài chợ. Cho bán nước mía hả? Hả? Cho bán bánh mì á. Cô đó có bán cái gì á? Thịt kho với cạnh hôm qua thôi. Ngay có nhà của chị gì á, chè mèn cái ơi. Mấy ngày Tết dưới quê nhớ mẹ phải làm nguyên cặp với nước cho bò. Trúng rồi. Cà chua. Cái gì? Nhiều. Cái gì cạo lớp kiến vậy á? Nhưng mua gì vậy chưa? Tưởng cái hình gì? Trời ơi. Hôm qua dùng thịt cho con cá lát. Cá hay thịt? Cá. Ừ. Đây phải cho cá. Cá là cá. Cá quết, mớ cá vô bột. Chả cá là chả cá chiên bánh mì á. Chim nghĩ sao nguyên nhiều nấu chả cá thác lát hả? Ủa, cửa cá thác lát 15 nghìn đâu ha. Ừ. Ráng người ta thực hiện. Không là sợ một ký cá thác lát nó dọn được nhiều lắm lắm, nhiều lắm luôn. Một ký nó tới mấy trăm ngàn lắm. 16. Ừ. Ngon lắm, ăn cơm với đũa với muỗng, với đũa với chén. Không có đi ăn à? Đi đâu, cái xe hả? Giờ ăn món này Tết phải ăn. Trong tối của Kiệu kìa. Có điều cãi. Bán lên chiếc đi. Chào tạm biệt bà con nha, hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo nha. Tôi ảnh ở ngoài chợ với món thịt kho rồi, giống này Tết. Coi cho vui nha. Giờ chúng ta thử cái món khẩu qua, khẩu qua dùng thịt. Mua mà biết hết. Này nó cần ngủ. Này nhìn miếng chả cá là ngon. Cái cá dài. Cái nước canh ngọt. Nước dài quá. Cái nước qua nó đắng nhưng mà nó mát. Ăn sao phải chén nha. Rồi lại thầu thêm màn cửa chén nữa rõ. Cái muốn gớt là muốn gớm quà luôn. Nãy để ngay máy lạnh canh nó mát. Này có vẻ ngọt và vẻ ngon. Ừ. Không còn giọt. Bữa nay là tự kéo về mình hết á, bình thường không có đâu. Được ăn năn nỉ nữa, bữa nay là cái kéo thịt thôi vậy. Nhìn là biết ngon rồi. Bây giờ phải mở cái lạnh là một hơi
Thank you.